sân xe váy xanh liền. Cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535 nha. Váy 4 size dễ chọn cho mình luôn, từ 40 cho tới 65-66kg nè. Gam màu vàng mặc lên rất là ngọt ngào luôn và không hề kỹ dầu chút xíu nào đâu ạ. Đây cả nhà mình nhìn giùm em ha, hoa vàng đậm, hoa vàng nhạt trải đều trên nền vải luôn. Tất cả là đều bằng vải von hết cho mình ha. Em không có in nhựa đâu cho nên yên tâm giặt tay giặt máy thoải mái, không sợ bong chóc hay rơi rớt gì hết á. Mê lắm nha các chị. Cổ tim nè, đó tay lỡ dáng đồng phong xòe xòe, váy mang kỳ lượng hai lớp cho mình luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Em đồng trung niên ngày hôm nay sắp giảm giá cho mình, chỉ còn có giá là 299.000 thôi. Bình thường mình mua cái em máy này biết bao nhiêu các chị, 420 lần, nhưng mà hôm nay chỉ có 299.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. Mình tranh thủ đặt hàng sớm nha em nha. Dòng vải von tâm cao cấp cho mình yên tâm đi mà, không có sợ bị nhăn gì hết nha. Váy mềm mại mặc siêu mát luôn, chỉ có giá là 299.000 đồng. Rồi chị má lúm có đơn hàng, chị Huyền Nguyễn ok chốt luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ nha. Chị Nguyễn Giang ok chốt đơn hàng luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha các chị ơi, 1535, kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn bên đơn ha. Váy đẹp nè, mềm rũ nè và mặc siêu mát. 62kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm luôn nè. Đầm siêu xinh, giá siêu hời, chỉ chút trong cái bài đại truyền thôi, em không có áp dụng bên ngoài đâu. Cho cái gì mình đặt hàng thì mình phải tranh thủ đặt hàng thiệt là nhanh và phải đặt hàng thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535, nhớ kỹ mã nha các chị, đặt hàng thiếu mã sẽ bị bỏ qua đơn đó. Chị cao 1m63 mặc tới đâu em? Dạ em ở đây cao 1m65 này chị, mặc như em, mặc y cho em luôn chị. Em cao 1m65 đồng này, mặc dài ngang lưng chừng được bắp chân em. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo thích của mình mà không hề sợ bị mất form nằm luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay lên ngay sớm để dùng em luôn ạ. 1535 kèm luôn cho em cái xếp thoại dài 57kg mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha chị, đồng xinh quá trời. 63kg mình mặc 2XL luôn chị ơi. Cổ V cho mình nè, dễ mang ha, không có sợ bị hở đâu. Tay lỡ nè, mặt che khéo phần bắp tay, dáng xòe che bụng luôn. Tính ra là em nó đã che hết tất cả các khuyết điểm của mình rồi đúng không ạ? Dáng nằm phân dài dài nè, đi tới đâu nó mềm tới đó, tung bay tới đó, trời ơi mê quá trời luôn. Thời gian màu này em biết gần cho mình xem ha. Nền vải của em nó là màu xám xanh cho mình nè, hoa vàng đậm, hoa vàng nhạt trải đều trên nền vải, trời ơi quá trời hoa, phải đó là nguyên một vùng hoa di động luôn. Nhưng mà mặc lên cả nhà thấy sao, màu này không có lè lẹt, thậm chí ha nhìn nó rất là dịu luôn, mặc lên mà nó là cực kỳ thích luôn á, không hề kén da kén dáng người mặc luôn. Có 299.000 đồng thôi. Dạ em đang giảm giá đó chị, còn 299 ha. Bình thường chị mình mua cái đầm này nhiều 420 đúng không, ở những bài livestream khác em đã từng like rồi cho mình, thông tin mình kéo xuống dưới á, 420. Nhưng mà ngày hôm nay em giảm giá cho chị luôn, chị còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi, và đang có cho mình đầy đủ 4 size, còn đây còn đủ size, không phải là còn nhiều đâu các chị, còn nhiều em đâu dám sale đâu, còn đủ size, mỗi size mười mấy cái thôi là em hết hàng rồi. Ngay bây giờ mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535, chị rồi đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. 1535 kèm xuyên hỏi cho em là được ha. 49kg mình mặc cho em size M là vừa nha chị, 63kg mình mặc 2XL luôn chị ơi. Ôm cái phần eo nè, dáng đồng phơ xòe xòe xinh không các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Rồi ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1535 kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng nha. 63kg mình mặc 2XL cho em là quần như chị, xinh quá à. Một màu duy nhất luôn chị ạ, không có màu thứ hai, đồng quá trời hoa luôn mà phải nói lên phao xinh hay các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535, đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em. 1535 kèm luôn cho em cái số điện thoại bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đã bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá sao các chị, nó hết hàng đó. Cho cố gắng mình tranh thủ đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha. Chị Nguyễn Loan có đơn hàng, chị Thanh Lâm ok chốt luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1535. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Chị đang mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1535 kèm số điện thoại, chị còn có giá là 299.000 đồng thôi nha. Quá trời chị khách hỏi em ơi có về sơ mi tay dài không? Ngày hôm nay em có về cho mình đây nha. Tay dài nhưng mà em sẽ chọn cho mình cái dòng vải lụa Nhật cao cấp, cho nên khi mà mình mặc lên nó rất là mát, giống như là các chị đang mang cái điều hòa trên người và nó mát lạnh luôn á. Mặc vải mềm ha, sờ lên mức mượt và các chị có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Nền đen nè, chấm mì nhỏ nhỏ, phối hoa nha, có những cái chữ xinh xinh nữa nè. Đó, rồi.
cổ sơ mi, dáng xòe, có xếp ly phía trước, hai bên và kể cả phía sau cho mình nữa. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1539. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ comment liền phía dưới cho em mã số 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Thì cũng như những mẫu lầm khác, em đều có bốn size mình dễ chọn luôn, từ 40 cho tới 65-66 ký nè. Chỗ cái phần chân váy này nó xòe rộng lắm luôn các chị, bầu bì mình bao trang thoải mái luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 nha. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Chất liệu vải lụa nhờ cao cấp, váy mềm mặt mát, bên trong đúc lót cô tông kỹ cho mình luôn, hai lớp kỹ lưỡng và có khóa kéo phía sau lưng, mã số sản phẩm là 1539. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha, 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại và nên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn cho mình luôn. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh này sao các chị, chắc chắn là có đơn á. Còn chị nào mà mình đặt hàng chậm thì nó sẽ hết, cho mình cố gắng mà đặt hàng phải thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha em nha. Chị Nguyễn Thái ok có đơn hàng, chị Ngọc Hình ok chốt luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 nha, nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Váy đẹp nè, mềm mại mặt mát, cao 1m65, đầm để mặc dài ngang đủ bắp chân của em. Mình thích mặc dáng dài dài như thế này thì mình cứ để như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài như vậy rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1539, mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng nha. Chị Ngọc Linh ok có đơn, chị Nguyễn Trang có luôn ạ. Dạ 55kg mình đã eo cho em. Nếu như em dưới 75 thì mặc size L, eo trên 75 thì mình mặc size XL nha. Tất cả những mẫu đầm thì em giao hàng về tới tận nhà luôn. Và khi mà mình nhận được hàng tại nhà thì sao các chị? Mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra bên shop sẽ có thêm nhiều các chương trình ưu đãi nữa. Chị nào đặt hàng với shop em ngày hôm nay mà mình dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng từ quốc luôn nha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 ha. Dáng nồng phong xòe, xếp ly cả phía trước và xếp ly cả phía sau cho mình như thế này luôn. Có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng, mã số sản phẩm là 1539. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Ngọc Quỳnh ok có đơn hàng, chị Như Như ok chốt luôn ạ. À. Em chào chị Nguyễn Anh, em chào cả nhà mình mới vô ha. 1539 ngày hôm nay sale rẻ bao nhiêu các chị, chỉ còn có giá là 349.000 đồng thôi. Đầm tay dài nè, dáng dài mà dòng vải này nó rất là mát luôn. Phần thân trên may một lớp nha, chân váy may kỹ hai lớp, nhưng mà thiệt ra mà nói cái đầm này may một lớp hay là vừa mặc rồi không lấy gì đâu. Nếu như về nhà mà mình không thích mặc hai lớp, thao lót ra cho em được luôn ha. 54kg mình mặc size L luôn chị, được đúng một màu. Mấy giờ em về cho mình làm sơ mi á, em về cho mình tay lỡ với tay ngắn là nhiều. Và có nhiều chị khách hỏi em là em ơi có đầm tay dài không, chị thích sơ mi tay dài mà tay á phải phồng phồng. Đây đây ok, đây tay phồng mày mặc lên là không sợ chị bắp tay ha. Em mang cho mình tay bồng bềnh này các chị thích không ạ? À? Dáng xòe bầu bì còn bao che em được luôn. Trời xin lỗi chị, che hết khuyết điểm của mình nè. Ôm cái phần eo, tay bồng, chân váy bồng cho mình thì cái eo của mình nhìn cảm giác nó sẽ nhỏ lại ha. Dáng nồng phong sẽ thức tha, thích để dài không thích để dài lên đai cho em được luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng. Chị Úc Ly ok có đơn hàng, chị Sasa ok chúc 1539 luôn ạ. À. Còn chị nào mình đặt hàng cái đồng này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn luôn nha. 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Dạ em 84 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao nè với lại cái vòng eo của chị mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng cho mình đó, còn mình đặt hàng chậm quá sao có chị hết hàng đó. Từ 499.000 đồng giảm mạnh chỉ có 349.000 đồng, có 350 một em váy này thôi ạ. À. Lên chương trình sale làm dự tiệc cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1549 nha. Làm thiết kế sẽ là cổ vuông cho cả nhà mình, cúp cáo vòng một rất là cầu kỳ luôn. Tay lỡ cho mình dán nồng phông xòe thì mặc lên chắc chắn là che khéo cái phần bụng tốt rồi ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1549 nha. Và hiện tại thì sắp có cho mình là 4 size đầy đủ luôn. Em đang có cho các chị mình size M, size L, XL và lại 2XL luôn. 40kg cho đó là tầm 65-66kg nè. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Ngày hôm nay sale rẻ bao nhiêu các chị? Từ 499.000 đồng em giảm giá cực mạnh cho mình luôn. Chỉ còn cái giá thì bao nhiêu nè, 349.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay thôi nha. Hiện tại thì đang còn đầy đủ 4 size và đang được giảm giá, cái chuyện tranh thủ đặt hàng sớm chậm tay quá nó hết hàng nha. Và tất cả những mẫu đầm nào á mà đẹp á các chị, vải xịn sò thì thường về cho mình số lượng rất là ít nha. Ngay bây giờ mình thấy nè, có hàng có size mình chốt luôn cho em nha. Comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm là 1549 và kèm luôn cho em cái số nội chất liệu vải ren hoa nha các chị. Ren hoa to nè, hoa nhỏ nè, xung quanh nè, dễ thương không?
tay lỡ cho mình dán đầu phong xề dài. Chị Nguyễn Thi ok có đơn hàng luôn ạ. À. Chị Ngọc Minh ok chốt nha. Em cho chị Mi Phạm, em cho cả nhà mình mới vô đặt hàng cần thông báo liền phía dưới cho em. Chị Trần Hải này có đơn chia sẻ liền cho shop 3 lượt là được nha các chị. Mình chỉ cần chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là được thôi. Có giao hàng không shop? Dạ có đấy chị ơi, em giao hàng về tới tận nhà cho mình luôn á. Và khi các chị mình nhận được hàng tại nhà, các chị còn được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, là có thêm hai túi hai bên này, tiện lợi chưa ạ? Phần tay với lại phần đuôi váy thì em sẽ để cho mình một lớp ha, tạo hiệu ứng á các chị, nhìn sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều luôn. Xinh ha. Dạ váy này được đúng một màu duy nhất, bữa hôm em có về màu đen rồi, rất là nhiều chị khách mê luôn. Và mấy chị mình hỏi em là có về màu khác nữa không, thì đợt này em về cho mình màu xanh nè, và cũng là đợt cuối cùng em về cái form này cho mình rồi nha, mê lắm đúng không các chị yêu ạ. Rồi tranh thủ nè, em váy này mình có thể mặc đi đâu, đi chơi đi tiệc và nó là xuất sắc. Đầm trung niên dự tiệc á 500-700 là chuyện bình thường, hoặc thậm chí cả triệu luôn. Nhưng mà em váy này ngày hôm nay em giảm giá cho mình, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ, sale rẻ nha, chỉ còn 349.000 đồng thôi. Em cao 1m65 á chị, đầm đây mặc dài ngang ngực bắp chân của em ha. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như thế này mình mặc này chị. Còn chị nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1549, đặt hàng nhớ kỹ mã số nha, đừng có thiếu mã nha các chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số thì mình cũng sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chứ sao, chàng cố gắng mình đặt hàng thiệt là sớm và thật là đúng cú pháp liền dùng em. Chị Tina Tân ok có đơn hàng, chị Ngọc Minh này, chị Nguyễn Huyền ok chốt luôn ạ. 1549 chất liệu ren nha các chị, hai lớp kỹ thuật khóa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1549, chị mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên sớm cho em nha. Chị Nguyên Lê có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Đoàn ok chốt. Dạ 49kg mình mặc size M là vừa nha chị, 57kg mặc size XL ha. Thì cái này bên em sẽ có bộ phận chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho mình cứ yên tâm đặt hàng nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1549. Rồi bây giờ mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em 1549 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Xinh quá luôn các chị. Dạ 63kg mình mặc 2XL là vừa nha. Mẫu đầm vừa shop nhiều rồi, mẫu nào cũng ưng hết. Em cảm ơn chị mình nhiều ạ. À. Nhận được hàng bên shop em đảm bảo cái chuyện mình luôn, không có shop nào bán đầm trung niên mà rẻ như bên em hết. Đây các chị mình nhìn giùm em phần thân trên hệ may cầu kỳ ha, cúp cắt cho mình này giống như chiếc nơ to ôm ngực vậy đó. Có xếp ly nữa, bạn eo to đi ngang qua. Dán đầm vân xòe che khéo phần bụng tốt cho một cái em đầm màu xanh navy này khi mà cái trình diện lên ha, siêu tôn da luôn, vừa tôn da này mà bà mặc lên nó nhìn trẻ ra thêm vài tuổi. Bữa em về màu đen thì màu nó hơi tối một chút xíu, cũng không kén da nhưng mà màu hơi tối. Còn đợt này em về cho mình ha, cái gam màu này gam màu xanh đen nè, vừa không kén da nè mà vừa tôn da cho mình nữa, màu cũng hơi sáng hồi chút xíu ha, dễ mặc. Dạ 47kg size M để chị đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em 1549 và kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chữ hàng đang có đầy đủ món size, cái chị mình đặt hàng tranh thủ nha. Đầm đẹp vải xịn cho mình nha các chị ơi, vải siêu mềm mặc lên thì nó là cực kỳ mát cho mình luôn ha. Em chỉ về được đúng một đợt và đợt này em về cho mình số lượng không có nhiều và đợt bằng đợt vừa rồi. À, đợt vừa rồi em về một đen thì số lượng cũng tương đối là nhiều á, và đợt này thì em về cho mình tầm một nửa thôi. Các chị đặt hàng thì mình phải tranh thủ lên đơn sớm nha, E84 mặc 2XL đi chị. Sang ngay em đồng họa tiết mới vừa về hàng cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1551 nha. Cổ sơ mi cho mình nè, tay dài nha các chị, và cổ tay có bao chung cho mình luôn, tay em mang cho mình tay bồng ha. Khi mà mình diện lên không hề sợ bị chụp quá tầng chút xíu nào, nhấn cái phần eo dán đồng phong xòe che khéo vào mụn tốt. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1551, đầm mày này dài maxi nha các chị. Dài lắm luôn á. Và cả nhà đoán thử coi một cái em đồng trung niên đó, thiết kế đẹp độc lạ cho mình nè. Dán maxi dài giá bao nhiêu ạ? Đó, chắc chắn là phải gần 500 đúng không? Nhưng mà không có đâu, bình thường em bán là 480 đó. Ngày hôm nay cái chuyện sang xe với em chỉ có 249.000 đồng thôi. Và hiện tại em đang có cho cái chuyện 4 size luôn, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg. Em tối nay em tầm 85-86 độ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Màu này đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mặc cho mình, không hề kén nhau chút xíu nào cả. Váy may kỹ nha các chị, hai lớp nè, bên trong có lót cotton cho mình luôn ha. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng và chỉ được đúng một màu duy nhất thôi. Ngày hôm nay thì shop vừa bán vừa tặng cho mình luôn, đang có chương trình sale trên livestream thì cả nhà tranh thủ đặt hàng sớm nha. Giá tặng cho nhiều chị khách quen và cũng coi như giá làm quen với nhiều chị khách mới. Chị có giá bao nhiêu ạ? 249.000 đồng. Nguyên một em nằm maxi như vậy có 250 rồi các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1551, nhớ cú pháp đặt hàng thôi các chị, rất là đơn giản nè. Comment ngay phía dưới, bình luận phía dưới cho em mã số 1551 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Và để được áp dụng giá sale từ 480 giảm còn 249.000 á, thì mình chỉ cần chia sẻ livestream cho shop 3 lượt thôi là được ha. Họa tiết đẹp lắm các chị, em đứng gần cho mình xem ha. Chất liệu vải này dòng vải von hàng cao cấp. Dòng vải von mà em thì yên tâm
năm đi, giặt ha, giặt ủi là không bị tươi gì hết trơn luôn á. Và những cái họa tiết này toàn bộ là bằng vải von hết, em không có in nhựa, em không có ép nhựa nha. Cho mình yên tâm là giặt ủi là không hề bay, không hề phai gì luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 rồi. Bây giờ chị khách là mình đặt hàng tranh thủ nè. Váy mềm ha, nhẹ nhàng, mặc siêu mát, bên trong có lót cho mình luôn và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 rồi. Bây giờ chị khách là mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm với dùng em. Chị Lan Vũ ok có đơn hàng, chị Ngọc Trinh ok chốt 1551 luôn ạ. Dạ tay dài này mình có thể sửa lại hàng tay lỡ cũng được. Đây, mình chỉnh là hàng tay lỡ thì nó sẽ bồng bềnh hơn nữa. Đây, tay lỡ thì nó sẽ bồng bềnh hơn như thế này nè chị. Hoặc là chị có thể sửa hẳn thành tay ngắn luôn cũng được luôn á chị ơi. Để thích tay dài, để dài nè. Không thích tay dài, để tay lỡ. Không thích tay lỡ, sửa thành tay ngắn luôn cũng được cho em. Chỉ có được đúng một màu thôi. Và những cái họa tiết lại như thế này thì thường em về số lượng rất ít chứ không có nhiều ha. Em làm này có chuyện có thể mặc đi đâu ạ? Đi chơi, đi tiệc, đi làm, thoải mái thả ga. Hay là mình có thể mặc đi du lịch á. Nên hình sống ảo rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái dáng dài maxi ha. Nhìn dáng của mình nó thước tha, mềm mại vậy đâu luôn á. Mê quá đúng không các chị? Dạ 249.000 đồng. Chị Yến Trần này, chị Ngọc Linh ok chứ? Cho chị hai chiếc đi em, một chiếc màu, một chiếc là có đơn luôn nha. Họa tiết này quá đẹp, trong tủ đồ mình có chưa? Chưa có đúng không? Chưa có, chút ngay cho em cái mẫu đầm này liền. Chậm tay quá nó hết hàng đó nha. Tất cả những mẫu đầm em chỉ về được đúng một lần duy nhất rồi em qua luôn chứ em không có về đi về lại. Ngày hôm nay chị thấy khách nào thấy cái mẫu đầm này quá đẹp, quá ưng đó và giá đang sale rẻ nữa thì cái bây giờ mình bình luận phía dưới cho em mã số sản phẩm là 1551 và kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn ha. Mình thích để dài maxi thì mình có để nhiều bài, không thích để dài thì mình lên lại ngắt ngắn. Và cái chất von hàng này nha các trời, không những mềm nè, không những mát nè các trời, mà mặc lên nó rất là dễ chịu, thoải mái và rất là bền luôn. Năm nay mặc vài ba lần có tủ, năm sau lấy ra mặc bình thường, đẹp lắm. Thích để dài không thích để dài lên lo cho em cũng được luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1551, số lượng có hạn nha các chị. Hiện tại thì em chỉ còn 10 giây cuối cùng cho mình thôi. Có cần kiểm tra kỹ lại giúp em một lần nữa. Có chia sẻ thì từ 480 em giảm cho mình luôn, còn 249.000 đồng nè. Không có chia sẻ là không có được chốt giá sale các chị. Giá gốc bình thường 480 nó hơi cao hơn so với bình thường nhiều á. Rồi đặt hàng cho em xin mã 1551 kèm luôn cho em cái sáng thoại em tư vấn luôn ha. Đằng quá trời đẹp mà nó lại rất là rẻ nữa. Các nhìn tranh thủ đặt hàng sớm để giùm em tư vấn.